rasang upasamasa cha nibdaro hoti nipapo thammapiti sarang piwang paviveka rasang pitwa rasang upasamasa cha nibdaro hoti nipapo thammapiti rasang piwang paviveka rasang pitwa rasang upasamasa cha nibdaro hoti nipapo thammapiti rasang piwang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác. Nếm được vị pháp hỷ, bản dịch của Ngài Minh Châu. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo. Có từ giáo pháp, sánh so được nào, bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy ạ. Còn xin được xứng đích. À, mến chào chư đạo hữu Phan Quang Nghiêm ngao sắc và buông bỏ mới vào rung. Dạ, con đọc tới 3-4 lần là chờ cô tư nữ như pháp với nick Nhịch Huỳnh thì chưa thấy vào. Không biết làm sao bây giờ, chắc mời xích Hàng Đông bỏ băng ha. Chờ cô tư nữ như pháp dạ. Mời xích. Vừa đúng nói cô vào rồi. Cô vào rồi, cô Như Pháp vào rồi. Kính chào cô Như Pháp với Nick Nhật Huyền. Kính mời cô tụ kể kinh pháp cú số 205. Dạ, kính mời cô nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quá Thành ạ. Dạ. À, con thành tâm sám hối với đạo tràng. Dạ, con lặng hơi sâu. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh A, cảm ơn cô Rằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con tôi được Như Pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tỷ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào cô Rạng Đông, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Thâm Ma Su Khá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Hoa Nguyệt, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào ai kêu em đó, mến chào, kính chào cô Sương Mai, mến chào Thi Na, mến chào Ngạo Sắc, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và Như Pháp kính chào đạo tràng. À, còn thời gian rất là dài. Dạ, cảm ơn cô Quang Nghiệp. Mà con chân cô Trần Đạo chưa vào, cũng như cảm ơn Thi Na và cũng như cô Tâm Phương. Dạ. Lúc nào Trần Đạo vào cũng rất là trễ. Dạ, 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 bây giờ con xin phép ông bài. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Dạ, con xin được ông bài câu pháp cũ 205. Ba quy về ca răng bị tòa ra sang u ba sa ma sa cha nít đa rồ hồ tí nít bà bờ thầm ba bì tí ra sẵn bi quăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhằn, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Dạ, Như Pháp thấy có Quang Thanh và Pháp Quân Lào Cai rồi. Như Pháp đi kệ một lần, kính mời quý vị đưa bàn tay nha. Ba vi
Ma vi ve ca ra sang bi to ra sang u ba sa mạc sa cha Nịp đa rơ hô tì nịp ba bơ thạm ma bi ti ra sang bi quăng. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và bản trước là bản kỷ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, Diệu Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Là con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp. Con kính cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, con xin phép được kể câu pháp cú 205. Và quý quê ca ra sáng tí toa ra sang upa sa man sa cha ni da ro ho ti ni pa po thamma piti ra sang vi pi quang pa vi ve ka ra sang pi toa ra sang upa sa ma sa cha ni da ro ho ti ni pa po thamma piti ra sang pi quang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Dạ, con đã kệ và đọc xong, con xin kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con lễ cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 205. Dạ, con cảm ơn chú Hoa Thà Ná đã bắt bài. Ba quy pề ra 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 sang bi tòa ra sang ubasam chanidan ro ho tinip ba bo tham ma bi tara sang bi quang. Đã nếm vị độc cư, ẩn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và quy quê ca ra sang vi toa ra sang u ba sa mát sa cha nịt đa rô hô tì nịp ba bo thăm ma bi ti ra sang quy quang. Bà quý ba ra sang vi toa ra sang u ba sa mát sa cha nịt đa rô hô tì nịp ba bo
Thamma biti ra sang bi quang. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, dạ con kính lời chú Quát Thanh Á. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quan Thanh. Dạ, chú Quách Thanh Á đã ôn bài rồi. Dạ, bây giờ đồng hồ của Như Pháp còn 3 phút. Dạ, không biết cô Rạng Đông có thấy được Thượng Tọa Tùy Viện online chưa, Rạng Đông? Dạ, cảm ơn Quan Thanh, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Thì chưa online. Vậy thôi bây giờ Như Pháp mời cô Rạng Đông cầm mic chút xíu đây để Như Pháp điện thoại nhắc nghe sư nha. Mời cô. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tự đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 205. Như Pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông, Quan Thanh, Pháp Nguồn Lào Cai, Vinh Quách Thanh Á, cô Sương Mai. Và Thi Na đã hoan hỷ ôn bài câu pháp cú kinh số 205. Dạ, cảm ơn Quan Thanh.
Dạ con chào, con cảm ơn đạo tràng để cho sư được ổn định đường truyền. Dạ bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tuệ quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay cao phúc kinh 206. Dạ Như Pháp kính cảm ơn Minh Quách Thana đã cho bài học. Nam mô Bích Hai Giá, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên và ngầm ngồi khẩn quản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm mở đạo dạy đời nhắm vườn lập gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiềm như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 10 năm hà sạp vẹn toàn. Một năm trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng cầu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 206. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Mít Tư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Phật tử Quốc Thành An. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đệ Đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tôn đức cùng chư Phật tử. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Demiswa Khato Phakkavata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sangkhang Namma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an đạt trong chánh pháp. Nam mô Bồ Tát Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 206. Phẩm an lạc hay phẩm hạnh phúc. Thì câu cái duyên sự này nó gồm có 3 câu pháp cú. 3 câu pháp cú thì hôm nay đây là dẫn đầu câu 206 là câu đầu tiên. Sa thú Dasana Mariyanang Saniwaso Sada Sukho Adasane Napala Nang Nichame Wasikhiya. Việc nhìn thấy các bậc thánh là tốt lành, sự sống chung với các bậc thánh thì luôn luôn được an lạc. Do việc không nhìn thấy những kẻ ngu có thể có được sự an lạc thường xuyên. Thì kính thưa quý vị, đây là cái ý nghĩa của, và chúng tôi sẽ thích nghĩa câu pháp cú phúc thay thế được thánh nhân ta hưởng lạc, vì ta được hưởng lạc ân của người, vui thay sống ở trên đời mà ta chẳng gặp
cái câu của Hòa Thượng Như Đức rồi. Cái câu của Hòa Thượng Thích Minh Phục. Mà ta chẳng gặp, những nồi ngu si, đó là của Hòa Thượng Như Đức. Còn của Hòa Thượng Thích Minh Châu, lành thay, thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường được an lạc. Không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Dạ. Thì chúng tôi sẽ thích nghĩa trước và sau đó đi vào duyên sự và sẽ thích nghĩa. Bây giờ chúng ta thích nghĩa câu 206. Sa thút đá sanh Maria năng. Việc nhìn thấy bậc thánh là một điều tốt lành hay là chúng ta thấy cái câu mà vừa nói, tức là sống chung là thấy được phúc thay, thấy được thánh nhân. Dạ. Cái chữ xấu có nghĩa là tốt lành, đây là một trạng từ hay là hoan hỷ, sa thú, tốt lành, tốt lành thay. Từ cái chữ sa thú là một trạng từ. Đá sa ná nó từ cái căn dis, tức là đá, tức là ở trong cái đá sa tí á, từ căn dis, đây là một, và nó trở thành một danh động từ, tức là việc nhìn thấy, hay cái sự nhìn thấy, việc nhìn thấy. Saniwaso sadasukho. Cái chữ đá sanh là từ cái căn chờ tôi một chút, chờ chúng tôi một chút xíu. Cái chữ đá sanh á, còn chữ ariya, ariya là bậc thánh. Cô chiết thêm, đây là cái từ mà nó một hợp từ, nó gồm vô tổng hợp cái chữ ariya là bậc thánh. Đá sanh á tức là việc nhìn thấy, nó là căn động, nó là một động từ. Ariya tức là, mà ariya, ariya năng tức là việc nhìn thấy đến bậc thánh. Ở đây nó chia theo cách thứ cách thứ tư. Việc mình nhìn thấy nơi bậc thánh mà số nhiều, mới các bậc thánh. Yeah, mới số nhiều. Saniwaso sadasukho là sống chung với các bậc thánh thì luôn được an lạc. Thì từ cái chữ saniwaso là từ chữ san cộng niwana. Đây là việc mà niwasa chứ niwasa. Đây là một tiếp đầu ngữ, đó chính là sanh. Và tiếp cũng nó được nói một tiếp biện ngữ nó từ ní, cho nên cái tiếp hợp âm. Cái chỗ này nếu chúng ta học mới được, học chưa nói cái này mới hiểu được. Sanh ní qua sâu, cho nên nó bỏ cái nikahita, cái chữ nikahita, tức là cái chữ ăn đó, nó thành cái chữ an là việc sống chung. Thì tiếp đầu ngữ sanh tức là chung và hoàn toàn, còn tiếp đầu ngữ ní là xuống, mà quá xá tức là quá xá tí là một động từ, cái căn quá, tức là sanh. Ok, cũng được, việc sống chung đi, sanh cộng ní quá xô. Rồi cái ý nghĩa thứ ba, adasane na pala nang nikame wasikhi siya. Ở đây những cái từ này quen biết hết. Tiếp đầu ngữ á tức là một bất biến từ,
Adasana, Adasana mà Dasana có nghĩa là thấy. Do cái việc không nhìn thấy, hay là do cái việc mà không gần kề đối với kẻ ngu, hay là không thấy kẻ ngu, mà thấy kẻ ngu tức là bất lợi, mà không thấy kẻ ngu đó chính là lợi. Và ở đây cái chữ ba la năng, Dasana là thấy nha. Do mà, bởi do không thấy, thấy cái gì? Những cái kẻ ngu. Cái chữ ba la năng nó cũng chia theo, thấy nơi cái kẻ ngu đó, chia theo cách thứ ba. Cho nên Nicca mê quá Sikisiya. Nicca tức là thường thường là một trạng từ, còn cũng có cái chữ tiếp đầu ngữ á, rồi chữ dasana, cái việc mà đã được thấy. Và cái chữ cuối cùng là cái chữ Nicca là một trạng từ. Nicca là một trạng từ hay Nicca là một trạng từ đó. Sukhi tức là tức là sự an lạc á, còn xứ gia là vậy đó, an lạc thường xuyên, tức là ở đây có nghĩa là sự được sự an lạc thường xuyên. Ba la năng là kẻ ngu, ba là kẻ ngu. Rồi chúng ta đã được thích nghĩa xong, cũng đã sanh từ căn đít nữa, việc đã nhìn thấy nó đây tức là như là một việc đã được thấy, nó một cái quá khứ phân từ. Cái việc mà đã được thấy, lần thay thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Dạ, đó là của Hòa Thượng Minh Châu và của Hòa Thượng Giới Đức. Phúc thay thấy được thánh nhân, vì ta hưởng được lạc ân của người, vui thay sống ở trên đời mà ta chẳng gặp những nồi ngu si. Dạ. Bây giờ, cái duyên sự này là một duyên sự, khi chúng ta được nghe thì chúng ta mới thấy nó rất là đặc biệt. Khi Đức Phật ở làng Bê Lú Quá đề cập đến vua trời Đệ Thích, khi thân của Đức Phật, ngũ uẩn của Ngài nó mòn mỏi sắp hết tuổi thọ, lúc đó Ngài bị bệnh kiết lì, Đức Đế Thích đó, biết được cái tin này, Ngài tự nghĩ ta phải xuống thăm và kính viếng Đức Phật và săn sóc bệnh cho Ngài. Thì liền lúc đó đó, Thiên Vương, tức là vua trời Đế Thích, rời bỏ cái thân xác người cao lớn, xuống đảnh lễ Thế Tôn và lấy hai bàn tay của mình so bóp Đức Phật. Khi ấy Thức Thế Tôn phán bảo, ai đó? Bạch Đức Thế Tôn, con đây chính là Đế Thích, đại vương xuống đây làm gì? Bạch Thế Tôn, con xuống đây để chăm sóc bệnh cho Ngài. Này Đế Thích, đối với chư thiên, mùi hôi của con người ở cách xa hàng trăm do tuần trở lại giống như xác thúi đeo dính nơi cổ. Thôi việc Đế Thích hãy đi đi, ta đã có các thầy tỳ kheo nuôi bệnh ta rồi, đã chăm sóc ta rồi. Bạch Ngài, dù có cách xa 84.000 do tuần, con cũng ngửi được mùi hương giới đức của Ngài mà đến đây. Con đến đây để săn sóc bệnh cho Ngài khi Ngài đang bị bệnh. Này, Thiên Vương Đế Thích, để ai khác có thể rờ đến chậu phần của thân Thế Tôn mà tự mình đội lên đầu mang đi, không nhăn mặt chút nào, y như là người đội một cái hương thơm. Tức là khi Đức Đế Thích đến đó, để mà săn sóc Ngài, mà chúng ta gọi là cái này cũng giống như ông bình thường mình kêu là đổ bô á. Đức Đế Thích đã nuôi bệnh Thế Tôn như thế, và khi Ngài khỏe trở lại, và Đức Đế Thích mới từ giả và đi về thiên cung của mình.
Chư tỳ kheo biết cái câu chuyện đó mới bàn luận rằng, ôi thật lớn, thật là kính yêu thay Đức Thế Thích đối với bậc đạo sư như vậy, sự vinh quang của cổ trời như thế mà dám bỏ để đi nuôi bệnh cho Thế Tôn, đội chậu phân phận của ngài mà không chút nhăn mặt, giống như đội một chậu hương thơm vậy. Khi nghe các thầy tỳ kheo thảo luận, Đức Phật ngài phán: này các tỳ kheo, các ngươi đang bàn về chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn về cái chuyện đó. Này các tỳ kheo, chuyện ấy chẳng lại chi. Thiên Vương yêu kính Như Lai, vì nhờ ta Thiên Vương Đế Thích mới bỏ thân xác già cũ, nghe rồi chứng đắc Tu Đà Quần, đổi lại cái trạng thái Đế Thích liền trẻ. Có lần Thiên Vương Đế Thích cùng Càng Thác Bà Panchasika đi trước Thiên Vương tìm đến ta, băn khoăn lo sợ sự chết, và ngồi trong động đá Indasila, cái nhà Indasila, Indasila, băn khoăn lo sợ về sự chết của mình, và ngồi trong hang động đá, chính giữa đại chúng có chư thiên tùy tùng. Ta đã thuyết giảng lên câu kệ ngôn rằng: này quá, hãy hỏi ta bất cứ vấn đề nào mà ông muốn hỏi, ta sẽ trả lời tất cả. Và ta đã thuyết pháp thoại đoạn nghi cho Đế Thích cuối thời pháp. 140 triệu chúng sinh chứng đắc pháp nhãn, và chính Đức Thế Tôn và chính Đức Đế Thích cũng đã chứng đắc Tu Đà Quần ngay tại chỗ ấy, và trở thành một vị Đế Thích trẻ lại chứ không phải già như xưa. Ta đã giúp Thiên Vương Đế Thích nhiều như thế, cho nên không lạ gì mà Thiên Vương Đế Thích lại kính thương và chăm sóc cho ta. Này các thầy tỳ kheo, sự gặp gỡ của các bậc thánh nhân là sự an vui, sự sống chung với những vị ấy một nơi ấy, một nơi nơi nào đó cũng nên mang lại sự an vui. Trái lại, đối với kẻ ngu, tất cả mọi sự đều là đau khổ. Và Đức Phật ngài nổi lên câu kệ: lành thay, thấy thánh nhân sống chung thường được hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Và câu thứ hai, 207, sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu, như thường sống sống kẻ thù vui thay gần người trí, như sống chung bà con. Do vậy, cái câu 208, do vậy thiền sĩ trí tuệ nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Kính thưa quý vị, ở trong kinh có nói đến một cái điều, tại sao nói đến ở gần cái người trí hay là ở gần các bậc thánh, mà vua trời Đế Thích lại là ở gần được với Đức Phật, đến gần đến Đức Phật. Nói đến đây chúng ta mới thấy có một số người, tôi làm cái việc lành, tôi làm này cái kia, thấy chư thiên xuống, chư thiên không có dễ dàng mà gần chúng ta đâu. Đối với các bậc thánh, các bậc mà tịnh giới tịnh đức, hay các bậc đã động lậu diệt lậu thì mới được cái tầm cỡ của các vị chư thiên mà vua trời Đế Thích tứ đại thiên vương có sự quan tâm, có một cái sự đến để xin phước của ngài. Chứ còn nếu như mà cái chuyện bình thường thì quả thật thì vua trời Đế Thích tại sao mà đến để mà chăm sóc cho Đức Phật? Chính Đức Phật là một người ân của Đế Thích. Khi chúng ta được biết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đức của vua trời hết sức là cao cả. Cái ân đức của Đức Phật lại cao cả hơn. Khi chúng ta sống gần cái người trí tuệ hay cái người các bậc thánh hiền, ở đó tâm tư chúng ta sẽ được thăng hoa, sẽ được tốt đẹp. Tức là chúng ta được các ngài, nó như là một năng lượng, như một sự che chở, như là một cái sự tắm mát, hay là một cây cao bóng cả để che cho tất cả chúng ta ở nơi đó. Mà ở trong Pháp Cú Kinh,
cũng có những cái câu tương tự như thế này. Làng mặt đây và núi rừng kia cùng thung lũng nọ lối về non cao. Bậc thánh A-la-hán trú nơi nào, dân cư sống ấy, chống ấy sức bao an lành của hòa thượng Tâm Cao, của nhà thơ Tâm Cao. Thì qua đó chúng ta mới thấy, đối với các bậc thánh, hay là các bậc trí tuệ, ở nơi nào đó, thì nơi đó dân chúng được yên ổn, bởi vì sống trong một cái sự tu tập, sống trong một cái sự hòa thuận đoàn kết, sống trong một cái sự kính thương, kính yêu lẫn nhau. Đành rằng là kiếp của vua trời Đế Thích, cái phước nó cao tột, cái phước nó lớn, không dễ dàng đạt được ngôi Thiên Chủ Đế Thích đâu. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta nói Thượng Đế đó chính là Đế Thích đó. Đó, vua trời. Mà vua trời đó còn phải đến để hầu Phật. Mà cái sự hầu Phật đó đó chính là gặp đúng người, lo đúng chỗ, chọn đúng người, thì tất cả sẽ được tốt đẹp. Bởi vậy cho nên cái sự thân cận, cái sự thân gần, cái người trí làm cho tam nghiệp của chúng ta được trong sạch, làm cho tam nghiệp của chúng ta được tốt đẹp. Mà tam nghiệp của chúng ta được trong sạch, tam nghiệp chúng ta được tốt đẹp, thời phước lành cao cả, cái hồng ân che chở cho chính chúng ta. Và kính thưa quý vị, chúng ta sống gần một cái người mà ngu si, tâm mình dễ vui, tâm mình chạy theo những cái chuyện gì, đó chính là những cái người ngu. Mà hạn như chúng ta thấy cái đời sống bình thường á, bè bạn với nhau cứ điếu thuốc miếng trầu hay hoặc là một ly rượu để mừng nhau, thì cái sự trân quý đó đó là cái sự trân quý, nó không phải là một cái ý niệm tốt đẹp. Còn ở đây gần kề hay là sống gần, sống chung với những người trí hay là các bậc thánh hiền tăng, thì chúng ta được hưởng nhiều cái điều kiện tốt đẹp. Đó chính là chúng ta được cái sự che chở, được một cái sự bảo vệ, được một cái sự phước báo vô cùng to lớn như là Đức Trời Đế Thích đã làm. Cái sự xu hướng hay là cái sự đón nhận, cái sự chia sẻ nó rất là lớn. Quý vị biết, nếu như mình gần kề các vị đó, tâm mình, lời nói của mình là lời nói thiện, thân hành động mình sẽ là hành động thiện. Còn nếu như gần những kẻ ngu, thì thân sát sanh trộm cướp tài dâm, khẩu nói gió nói lửa, nó thật tham ác sân ác tà kiến ác. Bởi vì người ngu họ luôn luôn lấy cái việc làm ác làm chủ đạo, làm một cái phương hướng, làm một cái hướng đi của chính họ. Nhưng lại đối với người trí, đối với cái người trí tuệ hay cái người tu hành hay các bậc thánh hiền, thì các ngài tam thiện nghiệp, tam nghiệp nó được tu tập, được quân tập và được căn bản tốt đẹp, an trú trong thiện sự, an trú trong thiện pháp. Đây là một điều hết sức quan trọng. Được người trí chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng, ai biết vâng lời, ai biết làm theo, người đó vô lượng công đức phước báo. Cũng như kính thưa quý vị, ở bậc thánh A-la-hán các ngài ở nơi nào đó, thì sự cúng dường, sự đảnh lễ, sự cầu mong, nó là một phước lành. Thường thường nó sẽ trổ sanh rất là lẹ, rất là nhanh ở trong
hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh gần kề của hậu bốn nghiệp. Trong cuộc đời này chúng ta không dễ dàng có được, không dễ dàng gặp được hiền nhân, gặp được minh sư, gặp được những người từ bạn chí cốt chí thành và chí tính. Ở đây được một người có cái tấm lòng hiểu biết, khi chúng ta sa cơ, khi chúng ta thất bại, nếu là một vị thầy sẽ biết che chở cho người đệ tử, nếu là một người bạn sẽ biết che chở, sẽ biết bảo vệ và giúp đỡ cho bạn mình thoát khỏi cái khổ đau. Nếu như chúng ta sống gần người trí là được tốt đẹp như thế, nhưng ngược lại nếu như chúng ta sống gần người ngu, mà nếu như cả thầy và trò đều là tam nghiệp ác xấu, thì kết quả ngay trong hiện tại này chúng ta dễ dàng có thể giận nhau, buồn nhau, bởi vì khi mà còn phàm phu hay khi là kẻ ngu, họ luôn luôn có cái tâm ganh tị, có cái sự keo kiệt, có cái sự tham ác, có cái sự sân ác, có cái sự tà kiến ác. Cho nên vì vậy, chỉ một giây phút ngắn ngủi hay một thời gian đó 3 ngày mà Đức Thế Thích đã rời bỏ cái thiên cung của mình vào kiếp người để chăm sóc và phục dịch cho Đức Phật. Sự chăm sóc phục dịch cho Đức Phật, để Đức Thế Thích biết đó là một phước lành cao cả. Hay không, quý vị thấy hay không? Dầu cho là đổ nước tiểu hoặc là đổ những cái vật dơ nhớp, nhưng cũng cảm thấy đó chính là một điều mà hữu duyên hữu phần, chúng ta mới có phước mới làm được. À, đây là có phước có duyên mới làm được, chứ không phải là muốn làm là dễ dàng đâu. Chúng tôi thường nói á, cái việc phước thì nó vô hình, nó vô tướng, không thấy rõ ràng. Và cái quả báo của chính nó chúng ta không thấy một sự rõ ràng. Thưa quý vị, kiếp chúng sinh sanh tử lăn trôi bao đời, đời này qua đời nọ, thì người này hôm nay là người thân của chúng ta, hay người đó là người thầy, người đó là người bạn của chúng ta, mà nếu như họ có một giá trị tích cực tốt thì chúng ta sẽ được tốt, mà nếu như họ có một cái sự ngu si thì đó là một sự cộng sinh, cộng hưởng, cộng nghiệp, nó rất là nguy hiểm. Đức Thế Thích xuống đảnh lễ phụng sự cho Đức Phật trong những lúc mà ngài chỉ có lần, tức là có những lần mà Đức Thế Thích xuống để chăm sóc phụng sự như vậy, chứ không phải lúc nào Đức Thế Thích cũng xuống xuống, thì đó là cái duyên phước. Còn ngược lại, những người khác nếu như ai có sự phụng sự thì nó cũng là của điều tốt, đó chính là ngài A Nan hay là chư thánh tiện gần Đức Phật. Và Đức Phật ngài xác lập rõ ràng cái chỗ này, chúng ta lưu ý, bởi vì chư thiên họ là cái họ tức là quá sanh, họ biết rằng quý vị các vị chư thiên mà biết thấy cái nơi thân của mình nó có cái mùi hôi là họ biết tuổi thọ họ gần chết rồi. Và đến khi thân xác héo tàn, họ chết theo cái nghiệp duyên cộng nghiệp, hay là họ chết theo cái nghiệp duyên của cái sự chấm dứt tuổi thọ mà ra đi, thì chúng ta không nói. Thì ở đây chính là một sự cộng nghiệp chung mà chúng ta cho, tức là thuyền lên thì sống lên. Cái sự cộng nghiệp chung đó của vợ, của chồng, của đệ tử, của sư đồ, nó đều là một cái sự cộng nghiệp mà chúng ta không thể thay đổi được.
Thì kính thưa quý vị, ngay khi mà đến để đảnh lễ Phật là Đức Thế Thích buồn vô cùng, biết rằng mình chuẩn bị mình chết rồi, không biết nó mọi việc nó như thế nào. Và vua trời Đức Thích còn cái phước duyên để tiếp tục cai trị cái cõi trời 33 hay cõi trời Ta Quá Tinh Sát, tức là cõi trời 33, tam thập tam thiên. Cái phước của Ngài còn cai trị. Cho nên Đức Thầy chỉ thuyết một vài câu pháp, Đức Thế Thích chết, ngay lúc đó chết, và nhờ cái sức tác động, nhờ một ý niệm tác động, Đức Thế Thích đã viên tịch, xin lỗi, đã chết tại ngay khi đang ngồi đó, và cũng biến hóa trở thành một người trẻ khỏe mới sinh ra. Thì như là lúc đó đó là mặt Đức Thế Thích cũng già cỗi, nhưng khi mà tái sanh lại lần nữa cũng là ngay lúc đó, bởi vì quá sanh mà nó rất là lẹ, nó rất là nhanh. Ở đây con người quá sanh là đúng rồi, nhưng xin lỗi, chư thiên họ quá sanh là đúng, nhưng con người có những lúc cũng có quá sanh, như nàng Chinh Cha là quá sanh đó quý vị, quá sanh nó như cây me. Còn thường thì kiếp con người là thai sinh, tức cái thai sinh đây tức là từ thai bào mẹ mà chúng ta tục sinh, từ thai bào mẹ mà chúng ta ra đời, chúng ta phải nhớ như vậy. Mà nhờ cái tâm mà biết hướng vào để chúng ta tu tập thì nó là một chuyện khác. Nhưng nếu như tâm được tu tập, chúng ta luôn luôn có cái tham ác, có cái sân ác, có cái tà kiến ác, thì điều này vô cùng to lớn và nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm cho chính mình. Kính thưa quý vị, sự tu tập của mỗi con người nó xuyên qua cái gì? Xuyên qua cái sự gần kề. Mà Đức Thế Thích chết sinh tại ở nơi đó, cho nên đó chính là một duyên phước mà được Đức Phật ngài tác động, được ngài che chở, được ngài ân triêm cái phước lành đó. Chúng ta thấy nó vô số lợi ích, và cũng ngược lại cũng vô số bất lợi, nếu như chúng ta không biết sống đúng, không biết sống tốt, và không biết sống để mà vun bồi các pháp độ, hay chúng ta không biết sống vun bồi các thiện pháp thiện sự trên cuộc đời này. Cái phước phục dịch lớn lắm quý vị. Đặc biệt khi người ta bệnh, thì dầu cho là nếu như chúng ta phụng sự được chư tôn đức tăng già, thì cái điều đó phước báo. Còn không, chúng ta nên có sự chăm sóc phụng dưỡng đối với cha mẹ ông bà, những người lớn tuổi, thì dầu cho là quyến thuộc của chúng ta hay là không là quyến thuộc của chúng ta, chúng ta cũng có một sự chia sẻ cho chính họ. Đó là cái tâm, một cái tính đức, một cái tinh thần vị tha, một cái tâm tính nó cả thể, nó khắp cùng thế giới này. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể dự phần vào được, mà đó chính là từ tiền thân. Từ tiền thân đó chính là tiền thân đó mình làm những cái chuyện gì. Thì tất cả đều là kết tụ cho hôm nay và cho ngày sau. Chúng ta thấy hành động của Đức Trời Đế Thích ngay lúc đó đó, bởi vì Đức Đế Thích báo ân Phật là một việc, nhưng việc thứ hai là Đức Đế Thích biết rằng thật là một điều may mắn cho chính Đức Đế Thích đã được chính đích thân mình đã phụng dưỡng cho thân tứ đại của Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nói Đức Trời Đế Thích, tại sao ngươi phải đem cái đồ mà phẫn nước tiểu của chính ta mà đi đổ? Đức Phật ngài tại cảm thấy cảm thương cho Đức Trời Đế Thích, nhưng Đức Trời Đế Thích nói rằng không những không thấy hôi thối, mà cái ân đức giới đức, cái tịnh đức của Đức Phật
nó ngào ngạt hương thơm. Dĩ nhiên rồi, cái phước của Phật đó, nó không phải như cái con người bình thường mình. Từ cái thân tướng thân xác của chính Ngài, thì dầu cho nó có nó ra nó hôi thối, nhưng điều mà do cái phước phần của Phật, cho nên những cái mùi hôi thối đó nó không còn nữa. Nó có những cái mà hy hữu vi tằng hữu, cái những cái mà điều mà chúng ta không thể nói bằng miệng, nói bằng cái lời, nó bình thường mà nó được như vậy. Mà đó cũng do từ ba la mật độ, bốn a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, Ngài đã bỏ xuống cho, Ngài đã thực hành pháp ba la mật độ vì cầu đạo giải thoát. Cho nên cái phước Ngài nó vô cùng to lớn, và cũng không ai có thể so sánh bằng với cái phước của Phật được, với cái ân đức của Phật được, với cái bi đức, cái trí đức, với cái tịnh đức nơi Phật. Bởi vì sao? Bởi vì chính Ngài là bậc khai thị, bậc khai sáng ra chân lý, khổ tập diệt đạo đế. Cũng chính Ngài chuyển mê khai ngộ lý khổ, chỉ ra con đường, trình bày cho tất cả mọi người đều thấy và hiểu về cái gì? Về sự khổ. Và sau đó Ngài xác lập cho tất cả phải hiểu biết, đó chính là một cái nguyên nhân sanh khổ, tức là tham ái đây. Những cái sự nô lệ, những cái sự dính mắc, những cái sự hưởng lạc nơi cái cảnh mà chúng sinh đau khổ, mà chúng sinh phải bị dính mắc, mà chúng sinh phải có một sự trở lui ở trong kiếp sanh tử luân hồi này. Tất cả chúng ta hôm nay chúng ta không được diện kiến thế Phật, nhưng chúng ta có thể có một cành bông, có một trái chuối, cái bánh, có một miếng cơm, chúng ta cũng thành tâm, chúng ta cũng dường về cho Tam Bảo hay là về cho Phật, thì cũng vô lượng công đức phước lành. Chúng ta nhớ nhé. Bởi vì lúc đó thiện tâm khởi sanh thì quả thiện khởi sanh. Mà đối tượng chính Đức Phật là bậc cao cả, là Sattha Deva Manusanang Buddho Phakawati, tức là bậc thầy cả của trời người, của tam giới này. Chúng ta nhớ khi chúng ta đọc kinh đó, khi chúng ta lễ Phật đó, chúng ta luôn luôn xin phước Phật bằng cái gì? Bằng cái bi đức, bằng cái trí đức, bằng cái tịnh đức của chính Ngài. Chứ chúng ta đừng có phải cần xin cái gì, bởi vì ở đó phước Phật, phước đức, phước trí của Đức Phật cũng là cao cả, cũng là to lớn vô cùng. Nó khác hơn cái tâm không hiểu, không cầu, không nguyện gì cả. Chúng ta nhớ, chỉ có sự suy nghĩ xui là thôi bây giờ mình làm phước rồi, nhưng chúng ta biết ước cầu thì được cái sự mong cầu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có quả lớn. Cho một cái bánh củ khoai, ngày xưa một đứa bé nó cầm một cục đất, nó nắng cho nó miếng đất đó, nó cúng dường cho Phật, mà nó cũng có phước báo vô lượng công đức mà. Chúng ta nhớ, thì ngày hôm nay chúng ta không được diện kiến trực tiếp, nhưng tâm thành của chúng ta đó cũng là những thiện sự, đó cũng chính là những cái điều mà chúng ta dâng về, dâng đến ân đức của Tam Bảo mà xuyên qua, đó là giá trị Phật Bảo mà tất cả chúng ta tôn thờ và thương nhờ. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta đã nghe một duyên sự rất là lạ, là Đức Trời Đế Thích xuống cõi trần này. Mà một việc đó chính là một cái đại duyên cho chính Đức Trời Đại Thích và cái phước báo của ta. Và từ đó chúng ta biết khi có một duyên sự lớn thì một con người lớn mới có mặt. Chứ chuyện của chúng ta nó có, chúng ta tu coi như là cũng vừa nhẹ nhẹ. Xin lỗi chứ các vị chư thiên địa cầu, vì chư thiên ở cầu người ta tới cũng đủ rồi.
những chư thiên chư thần, các vị âm binh Atula xung quanh đó đó cũng nhìn thấy, cũng hiểu biết. À, cho nên những cái thiện tâm của chúng ta rất là quan trọng. Mà người ta nói rất là hay, không cần ai biết, không cần người khác thấy, người khác biết, mà chỉ cần Phật hiểu, Phật biết. Cái từ mà chúng ta gọi là Phật hiểu, Phật biết đó, Đức Phật Ngài tịch diệt rồi, không còn cái sự sanh tử, không còn cái sự hiện hữu trên cuộc đời. Nhưng những ân đức của Ngài cũng vô lượng công đức, cũng đầy đủ cái phúc lành. Nếu như ai có cái tâm được nương tựa, có cái tâm được để thực hành theo những cái lời dạy của Ngài, là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, hay là tăng học về giới, tăng thường học về định, tăng thường học về tuệ, chắc chắn rằng sẽ được an lạc ở hôm nay như ở kiếp lai sinh. Và kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin có xin kính gửi đến những bước mà tháp hôm nay giảng trước đây. Trước nhất xin kính dâng Phật phước lành đến Đức Trời Địa Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên người tại chùa Đức, người tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh ký linh tại hai chùa, xin được an lạc, được tấn hóa. Và mong tất cả chúng ta luôn luôn có cái sự tính tâm, có cái sự cầu đạo, và chúng ta gần kề được các bậc trí mà chúng ta xa rời những người ngu si. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thuần tọ Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thuần tọ Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh thượng tọ minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân mất đến thượng tọ.